Rồi mình xin chào cả nhà mình luôn nha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình đi cắm câu ếch nha cả nhà. Thì hôm nay thì mình cắm là 50 cần nha. Mình cắm cặp theo mấy cái bờ ruộng này nè cả nhà. Mình cắm dài dài lên trên kia luôn nha. Ở bên đây thì là ruộng lúa nha. Lúa thì cũng đã chín hết trơn rồi nha cả nhà. Lúa này tầm khoảng chừng 2-3 ngày nữa thì sẽ cắt nha. Đây cả nhà, thì mình vừa cắm được một mớ rồi nha. Bây giờ thì mình cũng tranh thủ mình đi cắm cho nó hết nha cả nhà. Khi nào tối đi thăm thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi mình chào cả nhà mình luôn nha. Thì sáng nay thì mình chuẩn bị mình đi thăm cần câu ếch nha cả nhà. Thì hồi tối thì mình cũng không có đi thăm nha. Hồi tối thì do trời mưa nên cũng không có đi thăm được nha cả nhà. Thì bây giờ cũng là 4 giờ sáng nha. Thì mình bắt đầu mình đi thăm cần câu ếch rồi mình cuốn luôn nha cả nhà. Thì trước khi đi thăm cần câu ếch thì mình cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn đang xem video của mình nha. Rồi chúc anh em đồng nghiệp đi săn bắt trúng mánh luôn nha. Rồi cũng tới địa điểm thăm luôn rồi cả nhà ơi. Thì mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình đi thăm cần câu ếch sáng nay nha. Để xem bữa nay, sáng nay có dính con ếch nào hay không nha cả nhà. Rồi cây đầu tiên của mình luôn cả nhà ơi. Rồi cây đầu tiên có nha cả nhà. Đây nó nằm ở dưới đây nè cả nhà. Nó quậy sình nát bét hết trơn luôn cả nhà ơi. Rồi cây đầu tiên có hàng luôn nha. Đây cả nhà. Cũng vừa vừa nha. Rồi để mình tạm dừng máy mình gỡ con ếch này ra nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục luôn nha cả nhà. Thì cái đầu tiên thì có hàng nha. Thì hy vọng là bữa nay sẽ dính được vài con để chia sẻ đến cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi cái này không có cả nhà ơi. Mồi thì vẫn còn luôn nha. Ui, cái này có cả nhà ơi. Con ếch chà bá luôn đó nha. Quá trời con ếch luôn cả nhà ơi, quá sướng luôn. Con ếch già nha cả nhà. Đây cả nhà. Quá trời luôn, quá đã luôn cả nhà ơi. Quá dìm luôn nha cả nhà. Ếch này rất là to nha. Ếch này ếch già nha cả nhà. Rồi. Thăm 3 cây thì cũng dính được 2 con nha, cũng khá là ngon lành nha cả nhà. Nó quậy tới nỗi mà sình nó bầy nhảy hết trơn luôn nha cả nhà. Rồi, để mình ốp máy rồi mình gỡ nó ra nha cả nhà. Rồi cái này cũng không có luôn nha cả nhà. Mùi thì cũng vẫn còn luôn nha. Bây giờ thì mình cũng đi thăm trước nha cả nhà. Thì khi nào thăm xong á, thì mình mới cuốn câu mình về luôn nha cả nhà. Tại mình có mình vừa quay vừa cuốn á, thì nó hơi khó nha. Nên mình sẽ đi thăm trước. Thì thăm xong á, thì mình sẽ cuốn câu sau nha. Thì cũng lâu rồi mình cũng không có đi cắm câu nha cả nhà. Thì mình cắm lần này nữa cũng mới được 2 lần nha. Thì mấy lần trước thì mình cắm thì cũng dính được 11 con nha cả nhà. Thì bữa nay thì không biết sao nha. Mấy bữa nay thì mưa gió rất là nhiều cả nhà ơi. Hầu như ngày nào cũng mưa nha. Rồi, cây này cũng không có luôn nha cả nhà. Rồi cái này có nha cả nhà. Con tiếp theo của mình nha cả nhà. Con này cũng vừa cả nhà, cũng không mấy to lắm nha. Đây cả nhà,
đen thui luôn. Rồi, quá đã luôn cả nhà. Nãy giờ thăm cũng mười mấy cây vậy đó cả nhà. Mười mấy cây mới dính được con thứ ba nha. Rồi, để mình tạm dừng máy nè nha, để mình gỡ nó luôn nha cả nhà. Rồi cái này tiếp tục có cả nhà ơi. Đây cả nhà, con ếch chà bá lửa luôn. Cũng khá là ngon nha. Ếch này cũng to nha cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi, quá sướng luôn nha. Lâu rồi cũng không cắm câu ếch, bữa nay cắm thì coi bộ cũng có lý nha cả nhà. Quá êm với con này luôn nha. Rồi, để mình gỡ nó ra luôn nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục luôn nha. Nãy giờ thì cũng được 4 con rồi nhé nha. Cũng khá là ngon lành nha. Chỗ này ngon quá mà không có nha cả nhà. Cái này không có nha. Chỗ này quá êm luôn. Ăn hết mồi luôn cả nhà ơi. Chà bá luôn nè cả nhà. Con ếch này cũng khá là to nha. Tiếp tục mình dính được một con ếch già nha cả nhà. Ếch này ếch già nha cả nhà. Rồi, nãy giờ mình dính cũng được 2 con ếch già nha. Con này con thứ 2 nha cả nhà. Quá sướng với con ếch già này luôn cả nhà ơi. Dính được khoảng chừng 2-3 con vậy là thấy là có tiền nha cả nhà. Rồi, con này con thứ hai của mình nha, con ếch già thứ hai nha cả nhà. Rồi để mình ốp máy giùm gỡ nó ra nha cả nhà. Rồi cái này không có luôn. Có dấu ếch lên ăn nè cả nhà, nhưng mà không có ăn, nó không ăn mồi nha. Dấu nó quá trời luôn nè cả nhà, nhưng mà nó chưa có ăn mồi hết nha. Rồi cái này có nha cả nhà. Tiếp tục dính được một con ếch nữa nha. Đây cả nhà, nó nằm ở trên đây nè. Ếch này thì cũng vừa vừa nha. Sình nó quậy tới nỗi mà banh tành hết trơn nha cả nhà. Cái dấu giò nó nè. Nó bươi nó quào quá trời luôn. Rồi, con ếch tiếp theo của mình nha. Nãy giờ thì cũng dính thì cũng kha khá nha cả nhà. Nãy giờ thăm thì gần phân nửa nha. Còn khoảng chừng 2 mấy cây nữa thì mình cũng thăm câu xong nha cả nhà. Rồi, để mình gỡ nó luôn nha cả nhà. Rồi cái này tiếp tục có nha. Ếch tiếp theo nha cả nhà. Cũng vừa vừa nha. Rồi mình tiếp tục mình tạm dừng máy rồi mình gỡ nó nha cả nhà.
tiếp tục mình dính được con tiếp theo nha. Nó quậy tới nỗi mà sình bầy nhầy hết trơn luôn. Con ếch thì nhìn thấy đen thui luôn nha cả nhà, quá sướng luôn. Nãy giờ thì cũng dính liên tục luôn cả nhà, khu này nãy giờ dính liên tục luôn nha. Rồi mình tiếp tục mình ốp máy nha, rồi mình bắt con này bỏ vô cái lồng nha. Rồi cái này mất tiêu cây gần câu rồi cả nhà. Mình cắm nó đi một cây nhưng mà mất tiêu rồi nha. Cái dấu nó nè cả nhà, dấu mình cắm nè, sao mà nó mất tiêu luôn. Chắc cái này chắc dính con ếch bự đó nha, nó lôi đi luôn nha. Cái dấu giò nó quá trời luôn. Dấu giò ếch này cũng khá là bự nha. Mình cắm thì cũng sâu lắm nhưng mà nó nhổ đi luôn nha cả nhà. Ếch này chắc là ếch già nữa nha. Để em kiếm vòng vòng coi có hay không nha cả nhà. Rồi mình còn vài cây nữa thì mình cũng thăm xong luôn cả nhà ơi. Thì nãy giờ đi thăm nhưng mà chết quất không à, đa số là không có dính nha. Nãy giờ dính nhờ dính được khúc đầu cả nhà, mấy khúc cuối này không có dính luôn. Thì nãy giờ cũng khá là lâu, còn 2-3 cây nữa nha, 2-3 cây nữa thì mình cũng thăm xong luôn nha cả nhà. Cái này tiếp tục cũng không có dính nha. Mồi thì nó ăn hết trơn rồi cả nhà. Này, mình tiếp tục luôn nha. Cái điểm này thì mình cũng cắm được 2 lần rồi nha cả nhà. Khu này mình cắm thì lần trước thì cũng dính cũng đỡ lắm, nhưng mà bữa nay thì khu này cắm thì nó không có dính nha. Tiếp tục cũng không có luôn. Cái này thì cũng không có nè, cái này là dấu sảy nè cả nhà. Dấu chân quá trời luôn, cục mồi mình cũng còn ướt nữa cả nhà. Cái này là cũng mới sảy nha. Rồi cả nhà ơi, thì mình cũng tổng kết thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Thì mình cắm 50 cây thì mình dính được tổng cộng là 90 con gì đó cả nhà. Thì mình được 2 con ếch già nha, 2 con ếch già cũng khá là to nha cả nhà. Còn mấy con ếch kia thì cũng vừa vừa thôi. Vì nhiêu đi thì chắc cũng đủ ăn một ngày nha cả nhà. Nhiêu đi cũng khá là ngon lành nha. Rồi cả nhà ơi, thì video của mình thì tới đây thì cũng xin kết thúc luôn nha. Thì mình hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp theo của mình nha. Thì mình chúc cho cả nhà xem video thật là vui vẻ luôn nha.